Bitcoin đã gần như là một tuần rồi các bạn. Hôm nay là ngày thứ 6 này. Bitcoin đi ngang trong một cái biên độ là 40 uh, 43.000, khoảng thế 42 43.000. Và cái vùng 42k 42k8 và 43k6 vẫn là một cái vùng cản rất là mạnh của Bitcoin. Hiện giờ thì uh, các bạn nhìn thấy RSI ở cái vùng là 53, tức là ở cái vùng là trung lập. Bitcoin đang đi sideways Và hiện giờ thì Thành thấy là cái khả năng mà lên 44 uh, hay 45 nghìn vẫn còn ấy. Uh, các cái tín hiệu khác ấy, Như là hiện tại thì cái volume giao dịch nó rất là thấp này Nó cũng rơi vào thứ bảy chủ nhật Nhưng mà hiện tại thì Đó là cái dấu hiệu mà cái 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 trên hồi ấy nó chưa có và ở trên cái khung thời gian là ngày ấy, như ETH này các bạn này dòng tiền nếu mà thấy quan sát ở đây dòng tiền vào ETH vẫn rất là nhiều các bạn nhé trong mấy ngày hôm nay thì các bạn nhìn những cái cột màu xanh này những cái cột màu xanh này cho thấy là, là dòng tiền vào ETH này cái lực bán của cái lực bán của ETH cũng giảm đi rất là nhiều điều đó cho thấy rằng là ETH đang có một cái cái lượng thu gom à, và đến tháng 5 ấy thì nó có cái sự kiện đó là à, bản cập nhật uh, uh, Bitcoin uh, uh, ETH et, uh, ATF Spot đấy có khả năng được thông qua và thứ tháng 5 cũng là cái thời điểm mà Fed sẽ có thể là uh, giảm lãi suất hiện tại thì uh, nếu mà tính về xu hướng ấy thì ETH nó vẫn dưới cái đường MA 20 dưới cái đường MA 2 năm và dưới cái đường MA50 Thì điều đấy có nghĩa rằng là uh, ETH nó vẫn chưa thoát được cái xu hướng giảm ấy Nhưng mà uh, Ở đây cái mốc cản quan trọng của ETH là 2380 và 2410 Đó thì uh, Hiện giờ nếu các bạn có kế hoạch mà uh, Mua đi xe ở cái thời điểm này Thì đây cũng là một cái điểm đi xe Ở cái vùng 2001 2001 này 2001 này Và 1009 Và 1008 Là những cái điểm đi xe rất là đẹp về dài hạn.